Minh đường tử vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ ba ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm Canh Tý, ngày này là ngày Quý Sửu tháng Mậu Tý, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo quang, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long, giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỵ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân dầu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cao Trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, tang đồ mộc, ngày quý sửu tức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày hung. Vài nạp âm, tang đồ mộc, kỵ tuổi, đinh mùi, tân mùi, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, tân mùi, kỵ dậu, đinh tỵ thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày xỉu lục hợp với tý, tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục, xung với mùi, hình tuất, hại ngọ, phá thìn và tuyệt mùi. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi ất mùi, tân mùi, đinh hợi, đinh tỵ, tuổi xung trong tháng, tuổi bính ngọ, giáp ngọ, và các sao tốt xấu trong ngày. Trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý, tốt mọi việc, sao địa tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao âm đức, tốt mọi việc, sao phổ hộ, hay còn gọi là sao hội hộ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành, sao lục hợp, tốt mọi việc, sao kim đường hoàng đào, tốt mọi việc, sao thiên ân, tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao thiên ôn kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sao nhân cách xấu đối với giá thú khởi tạo sao trùng tang kỵ cưới hỏi an táng khởi công động thổ xây dựng về nhà cửa sao trùng phục kỵ giá thú an táng sao tam tang kỵ khởi tạo cưới hỏi an táng và đặc biệt là ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021, tức là ngày 23 tháng 11 năm canh tí, ngày này là ngày nguyệt kỳ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng Tây Bắc. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi Tý cho chúng ta thấy là với bà tuổi Tý trong ngày này bạn đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày gặp nhiều may mắn và có nhiều niềm vui đến với mình ngày này đối với bà tuổi Tý bạn đang gặp được ngày Tý Sửu nhị hợp thủy cục cho nên bạn cũng đang gặp được cái vận quý nhân giúp đỡ trao cho bạn có được tình duyên vượng sắc đào hoa nở rộ, đi đâu cũng có được người yêu kẻ mến. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tý, bạn biết được thế mạnh của mình nằm ở đâu và nhanh chóng khiến cho đối phương phải siêu lòng. Và thực ra thì với bạn tuổi Tý, duyên số đến thì mới nhanh như vậy, chứ bạn đừng có vỏ ngực tự hào mà kéo lại khiến cho người ấy nội hứng làm khó bạn. Ngày này đối với bạn tuổi Tý, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài nhập cục, cho nên với bạn tuổi Tý sẽ có thêm được nhiều cơ hội để đón nhận tài lộc về tay. Bạn mệnh có thể có nghề tay trái bên cạnh công việc chính của mình mà nhờ đó thu nhập phụ của bạn có phần nhỉnh hơn thu nhập chính của bạn nữa. Về từ vi tuổi giáp tý thuộc kim có được báo hiệu tình cảm thăng hoa nhanh chóng ngoài tưởng tượng. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy có báo hiệu phát tài nhờ tài lộc tự tới. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa tài lộc được tăng tín chăm chỉ sẽ được đền đáp. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ thành công rực rỡ nhờ biết cách nắm bắt thời cơ. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc hãy đón nhận tình yêu theo ý của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là với bà tuổi Sửu đang gặp được ngày của tỷ kim giúp sức, cho nên bà tuổi Sửu có được sự vững tâm hơn trong ngày và đưa được ra nhiều lựa chọn mang tính quyết định. Bạn mệnh tuổi Sửu sẽ có thể quyết đoán hơn khi biết chắc chắn điều mình mong muốn là gì. Bên cạnh đó, công việc của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này tiến triển rất nhanh khi mà bạn xác định được mục tiêu của mình và đi đúng đường, đúng hướng. Bạn mệnh tuổi Sửu cũng đừng quá lo lắng bởi sai sót là điều ai cũng có thể gặp phải. Bạn hãy cứ làm điều mình cho là đúng nhất trong thời điểm đó. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Sửu, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này cho thấy với bạn tuổi sửu cần phải lưu tâm hơn về con đường tiêu hóa sức khỏe của mình bạn đang có điểm báo sức khỏe của bạn đang bị ảnh hưởng dễ gặp phải những vấn đề về ăn uống hay có thể mắc bệnh về dạ dày nữa Vậy tử vi tuổi ất sửu thuộc kim không thể coi thường các vấn đề về sức khỏe tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ tử vi tuổi kỵ sửu thuộc hỏa bản thân mình phải biết thứ mình muốn là gì tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ đừng trông chờ người khác đem cơ hội đến cho mình tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc hãy sống hết mình khi có thể phải đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. từ v tuổi Dần thứ ba ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này đang gặp được ngày của chính quan nhập mệnh cho nên với bạn tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định năng lực tài năng của mình và với bạn tuổi Dần bạn cần phải cố gắng để phát huy hết nội lực của bản thân đừng có để cho cơ hội vụt qua nhanh mất rất đáng tiếc cho bạn. Bên cạnh đó, với bạn tuổi dần trong ngày này, hãy mạnh dạn triển khai những kế hoạch mà mình đã ấp ủ bấy lâu. Sẵn tiện ngày, đang có cát khí vượng, bạn có thể gặt hái được nhiều thành công hơn hẳn những gì mà mình trông đợi. Bạn có thể, bạn làm việc nghiêm túc, góp phần tạo dựng được tương lai rực rỡ, huy hoàng, khó có thể ai sánh kịp. Ngày này đối với bạn tuổi dần, bạn lại đang gặp ngày mộc thổ xung khắc. Cho nên với bạn tuổi dần, bạn hãy nhún nhường một chút, đừng có quá ăn thua nhau làm gì. Nhất là đối với người mình yêu thương, cuộc sống này vốn có nhiều khó khăn, đừng để tuột mất hạnh phúc của mình đang có. Vài tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy, công việc tín trị tốt, có nhiều tín hiệu chúc mừng bạn. Từ vi tuổi bính dần thuộc họ cần đảm bảo cuộc sống hạnh phúc như ý muốn. Từ vi tuổi mậu dần thuộc thổ tình duyên trắc trở nhiều mâu thuẫn phát sinh. Từ vi tuổi canh dần thuộc mộc nên hiểu và yêu thương người ấy nhiều hơn. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim có điểm báo thăng quan tiến chức đến gần. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ V tuổi Mão thứ ba ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan giáng họa, đây là báo hiệu cho thấy vận trình của bạn đang có điểm báo kẻ tiểu nhân đang nhòm ngó muốn lấy mất vị trí mà bạn đang nắm giữ và bạn tuổi Mão cần phải cẩn thận với mọi công việc mình làm trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi mão có thể sẽ là người phải chịu nhiều ấm ức thiệt thòi trong ngày hôm nay khi mà kẻ tiểu nhân dễ bày mưu vụ oan giá họa cho bạn khiến cho bạn phải chịu nhiều trách nhiệm cho những việc mình chẳng hề làm uy tín của bản thân bạn bị mất đi Vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương xung. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn cũng chẳng hề tốt đẹp gì. Chuyện tình cảm của bạn mệnh tuổi Mão sẽ chẳng đi đến đâu. Trong một ngày với nhiều hỗn độn như vậy, có lẽ với bạn tuổi Mão chẳng đủ kiên nhẫn để chiều chuộng đối phương, thả buông tay còn hơn là mệt mỏi. Vài từ vi tuổi ất mão thuộc thủy tình duyên không như ý có nhiều bất đồng giữa hai người. Từ vi tuổi đinh mão thuộc họ nên hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau. Từ vi tuổi kỵ mão thuộc thổ chuyện công tư nên rạch ròi. Từ vi tuổi tân mão thuộc mộc đề phòng bị tiểu nhân hãm hại. Từ vi tuổi quý mão thuộc kim đừng quá tin tưởng người khác vô điều kiện. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 9 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát Tường màu điên màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi Tuất tuổi Hợi tuổi Mùi tử vi tuổi thìn thứ ba ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi thìn, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thìn trong ngày này, bạn đang có điểm báo phải trải qua một ngày có nhiều sóng gió ập đến với mình. Và ngày này đối với bạn tuổi thìn, bạn đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi cái điều này khiến cho đôi lứa thiếu đi sự tin tưởng quan tâm đến nhau thay vào đó là sự giận hờn và sự tổn thương nhau và với bạn tuổi thìn bạn còn không biết cách giữ tiền khi mà bạn đang gặp ngày có kíp tài rắc mũi mình mù quáng tin tưởng người khác mà chẳng hề giữ lại chút gì cho mình có thể vì thế mà bạn gặp phải nhiều rắc rối khá chi là lớn trong ngày hôm nay. Tiền bạc phân minh, ái tình rất khoát, lẽ ra với bạn tuổi thìn, bạn phải làm như vậy thì bạn lại làm ngược lại. Bạn có thể gặp vấn đề trong cuộc sống, nhưng với bạn phải biết rút kinh nghiệm từ đó, chứ không phải là sai lần lần này tới sai lầm lần khác. Vài từ vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa, tình cảm rạn nứt, có nhiều vấn đề nại sinh, từ vi tuổi bính thìn, thuộc thổ, tiền bạc mất mát, do chủ quan, thiếu cảnh giác, từ vi tuổi mậu thìn, thuộc mộc, cần phải tập cho mình thói quen kiểm tra mọi thứ, từ vi tuổi canh thìn, thuộc kim, đừng tưởng chuyện gì cũng có thể giải quyết đơn giản, từ vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, nên bao dung và tha thứ cho nhau. Vài đánh giá của bạn Thủy Thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp, 4 sao, tài lộc, 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ ba ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi tỵ chua chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ trong ngày này bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu sửu phù trợ cho nên bạn đang có được báo hiệu con đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay khá chi là lý tưởng và bà tuổi tỵ không có gì phải lo lắng về đối phương bạn biết rằng người ấy đang yêu bạn thương mình rất chi là nhiều và với bạn tuổi tỵ trong ngày này cũng đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, dẫn đường trị lối cho bạn. Cho nên, bạn đang có được hậu phương vững chắc, giúp cho bạn thoải mái làm những điều mình muốn trong cuộc sống. Không có nhiều khó khăn, trở ngại cạn lối, cho nên con đường tiến tới thành công với bạn cũng đang đến rất chi là gần nữa rồi. Với ba tuổi tỵ, sự cống hiến hết mình không hề mệt mỏi, giúp cho bạn thể hiện được tinh thần làm việc vô cùng cao cả. Bạn mệnh sẵn sàng hy sinh thời gian rảnh của bản thân mình để hoàn thành công việc đúng như yêu cầu đã định ra. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa, tình duyên mở lối, đào hoa vượng sắc. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ, cống hít hết mình, rồi sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, có được nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim, đừng có ngần ngại phát huy tiềm năng của bản thân. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, công việc tiến triển tốt, ngoài mong đợi. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi sửu, tuổi thân. Và các bạn đang xem video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ ba ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi ngọ, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ trong ngày này đang gặp ngày xỉu ngọ tương hại. Cái điều này làm cho bạn tuổi ngọ đang trải qua một ngày buồn vui lẫn lộn và bạn tuổi ngọ bạn tính tình thẳng thắn nhưng bạn cũng dễ bị tổn thương bởi những lời nói vô tình đến vô tâm của người mình yêu và với bạn tuổi ngọ bạn không muốn tranh cãi cho nên mới nín nhìn không nói quá nhiều về việc đã co nhưng thực sự nó như một cái dằn trong tim khiến cho bạn tuổi ngọ khó có thể chịu đựng được tình yêu thay vì toàn là mật ngọt thì lại xiên cả những đớn đau với bạn Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tử ngọ, bạn lại đang gặp được ngày của thiên ấn chiếu mệnh, thắp sáng cho bạn một ngày tối tăm. Và bạn tử ngọ, bạn có được nụ cười vì những nỗ lực của mình đã gặt hái được thành công. Với khó khăn phía trước, bạn chẳng lùi bước mà còn cống hiến cố gắng rất nhiều hơn nữa. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, tổn thương do chính người mình yêu thương tạo ra. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, cần phải mạnh mẽ để đón nhận thử thách. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, đừng chia giấu tình cảm của mình thêm nữa. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, nên hiểu bản thân mình đang ở vị trí nào. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, có thể bạn sẽ đánh mất cơ hội hạnh phúc với mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ 3 này: Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt tuổi Mão, tuổi Dần. Từ vi tuổi mùi thứ ba ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mùi trong ngày này bạn đang gặp ngày mùi xịu tương xung. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay đang có điểm báo không được như ý muốn. Chuyện tình yêu đôi lứa chẳng có chút xôn xỉa, người ấy chẳng để cho hai người có chút riêng tư nào khi mang hết mọi chuyện của hai người kể cho những người khác biết. Và với bạn tuổi mùi, bạn không thích cảm giác bị phơi bày tất cả giữa đám đông. Bạn tuổi mùi tỏa thái độ, gay gắt nhưng đối phương vẫn chỉ thở ơ và cho rằng mình là người đúng đôi bên rằng co và không ai chịu ai. Bên cạnh đó, trong ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp ngày có tỷ kiên chiếu mệnh. Cho nên, công việc của bạn tuổi mùi đòi hội bạn mệnh phải có được sự quyết đoán, chọn thận nhanh con đường mình muốn đi. Thời gian chẳng còn là nhiều, Tết đã sắp đến. Nếu như bạn chậm trễ cũng chính là nhận về mình sự thất bại về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim cần phải chủ động làm những điều mình muốn Từ vi tuổi đinh mùi thuộc thủy tình cảm nhiều mâu thuẫn chưa thống nhất được tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa dễ xảy ra tranh cãi vì những chuyện không đáng tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ cần nói chuyện thẳng thắn với nhau tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc đừng có chần chừ do dự quá lâu về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. tử vi tuổi thân thứ ba ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bà tuổi thân cho chúng ta thấy là với bà tuổi thân đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cho nên bà tuổi thân đang có điểm báo dễ mắc sai sót trong công việc nhất là tinh thần làm việc của bạn bệ rạc thiếu trách nhiệm và với bạn tuổi thân cần phải hiểu rõ mình đang làm việc gì, làm cái gì để chấn chỉnh ngay lại thái độ làm việc của mình. Bạn mạnh tuổi thân đừng để cho tinh thần của mình bị lung lạc bởi những lời xúc xịn của những kẻ tiểu nhân. Bạn cần phải có chính kiến của riêng mình, đừng để cho bản thân dễ bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng, tinh thần của những người khác. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi thân, bạn lại đang gặp được ngày có thổ dưỡng cho kim và hôm nay là một ngày tình duyên khá chi là lý tưởng, đào hoa sẽ mang đến cho bạn tuổi thân nhiều điều bất ngờ. Bạn mệnh tuổi thân không mong muốn mình sẽ đánh mất người mình yêu thì hãy thừa nhận tình cảm của mình đi bạn tuổi thân nhé. Vậy tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy tình cảm chân thành sẽ đến được con tim tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa cần giữ vững lập trường của riêng mình tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ nên hiểu mục tiêu của mình nằm ở đâu tử vi tuổi canh thân thuộc mộc nhân duyên đã định đừng có cố cưỡng cầu tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim hãy hạnh phúc với những gì mình đang có Vậy đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi giàu. tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tị Dậu Sửu phù trợ và với bạn tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hạnh phúc của mình đi tuổi giàu, bạn tuổi Dậu bạn đang có nhiều người theo đuổi lắm muốn dự mại kíp độc thân cũng khó chi bằng hãy lấy một người phù hợp với mình bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi dậu bạn cũng đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh cho thấy vận may của bạn tuổi dậu trong ngày này còn kéo dài sang cả chuyện tiền bạc nữa bạn mệnh cần phải nắm bắt cơ hội để kiếm tiền ngay khi có thể và hôm nay tài lộc của bạn đang rất chi là vượng, bạn trở nên bộ lỡ thời cơ đến với mình. Cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán của bạn tự dậu khá chi là thuận lợi, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà và với bạn tự dậu bạn được khách hàng ủng hộ nhờ làm ăn uy tín, có chất lượng, biết chiều theo thị hiếu của nhu cầu khách hàng. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, tình cảm được thăng hoa rực rỡ, tình yêu giận lối. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, tiền bạc được dồi dào, kinh doanh phát đạt. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, có nhiều cơ hội để mở rộng kinh doanh, buôn bán với mình. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, tình yêu gõ cửa trái tim, hạnh phúc ngập tràn. Từ vi tuổi quý dậu thuộc kim sớm đón tin vui về chuyện tình cảm. Vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. từ vi tuổi tuất thứ ba ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tuất trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi cho nên bạn tuổi tuất dễ cảm thấy bị tổn thương khi mà tình cảm của mình không được đối phương trân trọng mặc dù bạn mong muốn người ấy đáp lại nhưng lại chẳng nhận được gì ngoài sự Hứng hờ. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài nhập cục. Cái điều này cho thấy về chuyện kiếm tiền với bạn tuổi Tuất trở nên khó khăn hơn rất chi là nhiều. Và với bạn tuổi Tuất, bạn không biết phải làm như thế nào để cải thiện tình trạng hiện tại, trong khi có biết bao nhiêu chuyện cần phải chi tiêu dùng tới tiền. Và với bạn tuổi tuất trong ngày này, bạn nên nắm bắt mọi cơ hội ngay khi có thể. Tết đã đến rồi, bạn không thể nào phung phí thời cơ kiếm tiền. Bạn hãy cố gắng để tiết kiệm hết bức có thể, kiếm tiền mọi lúc mọi nơi, đừng có từ chối tiền bạc đến với mình. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa, tài lộc hiếm hôi, dễ lâm vào cạnh túng thiếu. Từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ, tình duyên trắc trở, không có nhiều điều may mắn. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc dễ bị tổn thương vì chính người mình yêu thương gây ra. Tử vi tuổi canh tuất thuộc kim cần phải hiểu và bỏ qua thông cảm cho nhau. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy đừng có chi tiêu hoang phí quá mức cần thiết. Vài đánh giá của bạn tử tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ ba ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ ba này đối với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày có tam hội phù trợ, nâng đỡ cho bạn. Cho nên bạn đang có được báo hiệu quân đường tình duyên của bạn được nở rộ. Các cặp đôi có vẻ sẽ sắp đi tới quyết định quan trọng của cuộc đời mình. Mùa đông chẳng còn là lạnh nữa khi có người ở bên sưởi ấm cho trái tim của bạn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bà tuổi hợi, bạn cũng đang gặp được ngày có chính quan chia chở, cho nên công việc với bà tuổi hợi đang tiến triển khá chi là tốt. Bạn mệnh tuổi hợi được nhiều người giúp đỡ, không gặp khó khăn gì trong việc giải quyết những vấn đề đang còn tồn động và hơn thế nữa còn nhanh chóng khẳng định được năng lực của bản thân mình nữa. Và với bạn tuổi hợi trong ngày này bạn nên lên kế hoạch cho từng bước tương lai của mình. Đừng có để lỡ thời cơ hiếm hoi mà không phải ai cũng may mắn gặp được như bạn. Có nhiều vấn đề sẽ phát sinh sau đó nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến quyết tâm của bạn bạn tuổi hợi nhé. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc họ công việc tiến triển tốt có nhiều người giúp đỡ từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tình yêu chớm nở hạnh phúc ngập tràn từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc có tin vui lớn về đường tình duyên từ vi tuổi tân hợi thuộc kim cần nắm bắt cơ hội ngay khi có thể từ vi tuổi quý hợi thuộc thủy đừng để mình phải hối hận về sau này vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. สิ้นเจ้ากับลาย